thân là thiếu niên út đảng thi xong ở nhà nguyên thần, khởi động. Bởi vì không thể trở thành người quan sát mà trở thành phan hâm mộ của Leicester, lúc ở nhà chơi nguyên thần bị một chiếc xe tải đâm xuyên qua điện thoại di động. Sau khi thức dậy, chương 1 Xin cùng người quan sát Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test Chương 2 Bắt đầu trảo hệ thống bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Non điệp hàng lâm Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Tiến vào thành môn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Chiến đấu thí nghiệm bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Canaria hủy diệt cùng vong ngữ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Tỷ tỷ có thể đợi nha. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Bị thuần phục hệ thống. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Thiện ác phân ly Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Tội lỗi cùng trừng phạt Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.